Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Kính thưa quý vị, trong 24 giờ qua, áp cao lạnh lục địa nén và đẩy rãnh thấp nối với dùng áp thấp nóng phía Tây xuống phía Nam Trung Quốc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía Nam Trung Bộ, gió nhẹ tình tồn tại trên khu vực. Thời tiết trong 24 giờ qua, mây thay đổi, trời có mưa rào dài dông dài nơi, ban ngày nắng, gió Tây Nam cường độ cấp 2. Hiện tại rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía Tây đi qua xuống phía Nam Trung Quốc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía Nam Trung Quốc, gió nhẹ tồn tại trên khu vực. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, rãnh thấp nối với áp thấp nóng phía Tây tiếp tục bị nén và đẩy xuống phía Bắc nước ta. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía Nam Trung Quốc, gió nhẹ sau chuyển hướng Tây Nam cường độ yếu. Sau đây sẽ là thời tiết cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh tại trung tâm thành phố Rạch Giá, mây thay đổi, đêm có mưa rào dài nơi, ban ngày nắng, gió tây nam cường độ cấp 2, nhiệt độ từ 26 cho đến 34 độ. Thời tiết tại khu vực thành phố Hà Tiên, mây thay đổi, đêm có mưa rào dài nơi, ngày nắng, gió tây tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 cho đến 34 độ. Thời tiết tại khu vực các huyện Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đức, mây thay đổi, Đêm và chiều tối mai có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ cao nhất cũng không quá 34 độ. Thời tiết tại khu vực Châu Thành Tân Hiệp dòng Triền, đêm không có mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ cũng nằm trong khoảng từ 27 đến 34 độ. Tại các huyện Gò Quao An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và khu vực U Minh Thượng, mai thay đổi đêm không có mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ và cao nhất là 34 độ. Thời tiết tại thành phố Phú Quốc mây thay đổi đêm và chiều tối mai có mưa rào dài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, gió nam tây nam cấp 3 cấp 4, độ cao sóng dưới 1 mét biển bình thường. Thời tiết tại vùng Giang Bờ, Kiên Giang, Nam Du, Phú Quốc. Đêm và chiều tối mai có mưa rào dài nơi, ban ngày nắng. Nhiệt độ nằm trong khoảng từ 26 đến 34 độ, độ cao sóng dưới 1 mét biển bình thường. Thời tiết tại khu vực Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu, Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều mai có mưa rào nhỏ dài nơi ban ngày nắng, gió Tây Nam cường độ cấp 4, độ cao sóng dưới 1 mét biển bình thường. Gia thời tiết tại khu vực Vịnh Thái Lan, mây thay đổi có mưa rào dài dông dài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, gió Tây Nam cấp 4, độ cao sóng dưới 1 mét biển bình thường. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.